Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Hoàng Anh Gia Lai đang gặp vấn đề Kia có nguy cơ bị ngắt mạch thắng trên đất Thanh Hóa. Thưa quý vị, chuyến làm khách tới Thanh Hóa được dự báo lành ít giữ nhiều với Hoàng Anh Gia Lai. Điều này rất có thể khiến khoảng cách giữa họ và Viettel bị thu hẹp sau vòng 11. Hoàng Anh Gia Lai khó giành 3 điểm ở Thanh Hóa. Theo cảm nhận của tôi, sau trận đấu ở Cúp quốc, quốc gia vừa rồi, Hoàng Anh Gia Lai đang gặp một chút vấn đề, cảm giác có gì hơi lủng củng ở bên trong. Bởi thế, rất có thể là trận đấu với Thanh Hóa sẽ trở thành thời điểm mạch thắng của Hoàng Anh Gia Lai bị ngắt. Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định với chúng tôi về cuộc đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 11 V-League 2021. Trước đó, ở vòng loại Cúp quốc, quốc gia, huấn luyện viên Kia Tisak trải qua một phen hú vía. Trước đối thủ hạng nhất An Giang, Zico quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai bị đối thủ dẫn bàn và chỉ đến khi những trụ cột được tung vào sân, đội bóng này mới lật ngược được thế cờ để thắng lại 2-1. Sau trận này, đã có những lo ngại xuất hiện về chiều sâu lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai. Điều khiến Kia Tisak có thể gặp khó trong việc xoay tua để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ đá chính. Ngoài vấn đề nêu trên, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng việc đối đầu với một huấn luyện viên lão làng như ông Petrovic cũng là yếu tố mang tới khó khăn cho Kia Tisak. Có lẽ đây là một trận đấu được hai huấn luyện viên tính toán kỹ lưỡng và tôi cho rằng không phải là không có khả năng mạch thắng Hoàng Anh Gia Lai phải dừng trên đất Thanh Hóa. Thầy cho ông Petrovic được đá trên sân nhà có lẽ cũng đã nghiên cứu cách Hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội, Việt Theo hay Đà Nẵng thế nào. Bàn thắng nào do thế trận tạo nên, bàn thắng nào do bất ngờ bàn thắng nào do đối phương mắc lỗi chiến thuật. Tôi ví dụ trận gặp Hoàng Anh Gia Lai thắng Viettel chẳng hạn, Viettel thua hoàn toàn là do chiến thuật, hay đến trận với Hà Nội được định đoạt bằng một khoảnh khắc xuất thần. Huấn luyện viên Petrovic phải tính toán hết và cũng hiểu rằng không thể đùa với hàng công Hoàng Anh Gia Lai được. Thanh Hóa phải chơi chặt chẽ, biết cách kiềm tỏa đối phương, đồng thời cũng phải lưu ý hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng rất rắn, không phải cứ dồn lên tấn công liên tục là có thể ăn được bởi thế điều quan trọng nhất đó là thanh hóa phải tìm được nhịp điệu chơi phù hợp để vừa phong tỏa được các mũi nhọn của hoàng anh gia lai vừa làm cho hàng thủ đối phương có chút mất tập trung sơ sẩy thành ra trận đấu này bảo hoàng anh gia lai đang phong độ cao nên sẽ thắng dễ câu lạc bộ thanh hóa cũng không đúng nhưng ngược lại thì ông Petrovic khó mà đánh bại được kia sắc tin tiếp theo huấn luyện viên paharsor dùng bộ khung kia Sắc lặp lại sai lầm lịch sử của hữu thắng Thưa quý vị, với một Hoàng Anh Gia Lai đang trên đỉnh được bầu đức đánh giá tụi nhỏ đã đến thời, liệu huấn luyện viên Pa hang có thể kê cao gối ngủ với nguyên lưới U19 Hoàng Anh Gia Lai ngày nào? Trên hàng công, Văn Toàn đang là chân sút hàng đầu của V-League, không chỉ khiến người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai ngây ngất mà còn ghi dấu ấn quan trọng trong chuỗi chiến thắng liên tiếp của đội bóng phố núi trong thời gian gần đây. Ngay sau Văn Toàn là câu phượng chơi cực kỳ ấn tượng trong vai trò mới mà Kia Tisak giao cho anh. Thay vì đá tiền đạo như thường lệ, Messi Việt Nam được kéo về đá hộ công ngay sau Văn Toàn và Brandao, ghi dấu ấn bằng hai bàn thắng, giúp đội nhà mở toang cánh cửa trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương, đem về chiến thắng cho Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường, dù vắng Tuấn Anh chơi bên cạnh, nhưng sau giai đoạn dài chấn thương cũng trở lại cực kỳ thuyết phục. Trận đấu gần đây của Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ này chính là người tung cú sút xa đầy tinh quái, khiến thủ môn tấn trường phải chịu phép, khiến Hà Nội phải cúi đầu để ba điểm lại rời sân với Văn Thanh và Hồng Duy, hai cầu thủ chạy cánh, mới đây huấn luyện viên Phạm Minh Đức, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có lời khen ngợi. Hai biên của Hoàng Anh Gia Lai rất tốt, giúp Kia Ti Sắc xây dựng nên một Hoàng Anh Gia Lai đáng gờm. Vừa hay ở loạt 3 trận đấu quyết định tầm vé đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra đầu tháng 6 tới. Đấy đều là những vị trí khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu khi anh Đức quá già, Hùng Dũng bị gãy chân, Văn Hậu Trọng Hoàng đang tạo ra những lỗ hổng ở hai cánh của tuyển Việt Nam. Không ít chuyên gia mạnh dạn nhận định rằng với phong độ hủy diệt của huấn luyện viên dưới thời Kia Sak cùng lối chơi có nhiều phần tương đồng mà Di Cô Thái đang cho đội bóng bầu Đức vận hành. Thầy Park sẽ dễ thở hơn rất nhiều khi những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai bay cao là sự thay thế hoàn hảo cho những mất mát về mặt quân số mà ông phải gánh chịu trước loạt trận quyết định này. Tình cờ gần 4 năm về trước, Hữu Thắng đã từng dùng bộ khung Hoàng Anh Gia Lai cho U22 Việt Nam trong trận đối đầu cùng U22 Thái Lan ở SEA Games 29. Ngày ấy, U22 Việt Nam ra sân với 6 cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đội hình, với văn toàn đá tiền đạo, công phượng chơi hộ công, bộ đội tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh Xuân Trường. Còn ở hai cánh là sự góp mặt của Văn Thanh và Hồng Duy. Kết quả của trận đấu ấy đã thành một phần lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách một trong những thất bại cay đắng nhất ở đấu trường SEA Games khi thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng phải nhận thua 0-3 trước người Thái. U22 Việt Nam phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Dù Bồ Đức từng tuyên bố, nữ U19 này không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức Nổ. Văn Toàn đang là tiền đạo hàng đầu của V-League, song nếu như ở Hoàng Anh Gia Lai, anh được đá cặp của Washington Brandao, thì trong đội hình thầy Park, anh sẽ chơi cạnh ai? Tiến Linh là sự lựa chọn số 1 của ông thầy người Hàn. Rõ ràng, Tiến Linh đang là sự lựa chọn tối ưu của ông Park bởi phong độ ổn định, kinh nghiệm và sự quen thuộc. Đáng chú ý dưới thời thầy Park, Văn Toàn chưa từng ghi bàn trong màu áo tuyển quốc gia. Quang Hải không có phong độ tốt. Điều đó cực kỳ bất lợi cho việc sử dụng công phượng chơi hộ công, nhất là ở vị trí đấy còn có một pha văn đức tỏa sáng với phong độ cao. Dù từng dùng công phượng trong vai trò tương tự ở Thường Châu hồi 2018, song huấn luyện viên Park cực kỳ liều lĩnh nếu tung chân sút này vào sân ở đội hình xuất phát, trước những đối thủ cực kỳ am hiểu về tội tuyển Việt Nam. Xuân Trường đã có những chuyển biến cực kỳ tích cực sau khi biến mất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trong 2 năm trở lại đây. Với vị trí tiền vệ trung tâm được ông thầy Hàn Quốc ưu tiên về sức mạnh và tranh chấp, khả năng thu hồi bóng tốt, Hải Huy mới thực sự là lựa chọn số 1 của thầy Park, chứ không phải Xuân Trường. Ở hai cánh, sự khác biệt cơ bản giữa Hậu và Trọng Hoàng, Văn Thanh và Hồng Duy là khả năng phòng ngự. Nếu Văn Hậu Trọng Hoàng cực kỳ nhanh trong những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hay ngược lại, thì Văn Thanh và Hồng Duy khoảng trống giữa họ với các trung vệ lệch biên là điểm yếu chết người để đối phương khoan vào. Công bằng mà nói, cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai duy nhất có suất mặc định trong đội hình xuất phát của thầy Park hiện chính là Tuấn Anh. Nếu bình phục chấn thương, song nhà cầm quân người Hàn cũng phải đối mặt với áp lực cực lớn khi mà sự cuồng nhiệt của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn đang ép ông phải dùng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí bộ khung Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn nằm trong tay ông Park, nhưng nếu cứ thử hình dung xem liệu ông thế nào nếu dám bỏ rơi những cầu thủ con cưng của bầu Đức để không đạt được kết quả như ý ở loạt trận quyết định sắp tới đây. Cái này khó đấy thầy Park. Tin tiếp theo, Indonesia cùng cầu thủ U22 đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup. Thưa quý vị, mới đây Indonesia công bố danh sách 34 cầu thủ chuẩn bị vòng loại World Cup 2022. Điều đáng chú ý trong bản danh sách này chỉ có 8 cầu thủ trên 22 tuổi được huấn luyện viên Shin Tae-yong triệu tập. Giữa đúng lời hứa trước đó, nhà cầm quân người Hàn quyết định trao cơ hội cho phần lớn các cầu thủ trẻ ở đợt tập trung lần này. Họ là những nhân tố hướng đến SEA Games 31 diễn ra cuối năm nay tại Việt Nam. Trong bản danh sách này của ông Shin Tae-yong có những cầu thủ thậm chí sinh năm 2001, 2002. Ông Shin quyết tâm trẻ hóa triệt để đội tuyển xứ Vạn Đảo. Nhiều cái tên từng giúp Indo giành huy chương bạc SEA Games 30 được điền tên như Ivan Dimas, Eki Malana, Osvaldo Hay. Huấn luyện viên Stin Tae chỉ gọi duy nhất một cầu thủ nhập tịch đó là tiền vệ Mark Kalok. Cầu thủ gốc Hà Lan đang chơi cho Persija Jakarta và được nhập tịch cuối năm ngoái. Indonesia hội quân vào tháng 5 tới, sau đó họ lên đường sang UAE đá hai trận giao hữu với Afghanistan và Oman. Indonesia là đối thủ đầu tiên của tuyển Việt Nam ở loạt trận vòng loại World Cup 2022. Trước đó, Indonesia gặp Thái Lan ngày 3 tháng 6. Indonesia không còn hy vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup nên họ coi sân chơi này là nơi cho các cầu thủ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, đây là lợi thế cho tuyển Việt Nam bởi huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành 6 điểm. Hai đối thủ đầu tiên là Indonesia và Malaysia sẽ mang cơ hội lớn giúp ông Park sớm hoàn thành mục tiêu của mình. Lần trận cuối Việt Nam sẽ đấu UAE và đây có thể là trận quyết định cho ngôi vị đầu bảng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.